Hello, chào mọi người, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách cắt kiến mà không cần dao. Thì nghe có vẻ như vô lý đó, nhưng mà đó là sự thật. Vương cắt kiến không cần dao chuyên dụng. Thì làm sao làm được điều đó? Mời anh chị và các bạn cùng theo dõi video này nhé. Cắt kiến không cần dao, nói đùa à? Không, đó là sự thật. Bây giờ chúng ta hãy đi kiếm một cái viên gạch men nha. Đó, đây là cái viên gạch men. Bây giờ chúng ta hãy đập nó bẻ ra. Chúng ta lấy những cái miếng cạnh sắt của nó. Rồi chúng ta đập nhỏ ra. Chúng ta lấy những cái cạnh sắt. Rồi những cạnh đó chúng ta có thể là cắt được kiến đấy. Những cái cạnh gạch men nó rất sắc bén, bởi vì nó đã được nung ở độ cao là cả mấy ngàn độ C đó. Nên cái men nó rất cứng, nó có thể cắt được thủy tinh. Lưu ý các bạn nào không phải là thợ hồ nha, xin vui lòng đừng thử nha. Bởi vì những cái viên gạch này nó rất sắc bén, có thể làm đứt tay các bạn đấy. Đó, cái cạnh nó rất sắc bén. Bây giờ chúng ta hãy chọn những viên gạch nào cái cạnh sắc bén chúng ta gom vào trong. Và đây là cái miếng kiến để chuẩn bị chúng ta cần xử lý nó. Vương sẽ cắt ra cho các bạn xem nhé. Và muốn cắt được cái miếng kiến này, đầu tiên chúng ta hãy kiếm một miếng vải sạch và lau cho nó thật sạch trên cái bề mặt của nó trước đây nha. Rồi chúng ta hãy tiến hành cắt. Bây giờ Vương sẽ cắt cái miếng kiến này nhé. Trước tiên Vương sẽ chọn cái cạnh gạch nào cho sắc bén để một bên, và cần có một cái thước. Đây là cái thước của mình nha. Vương sẽ cái thước và kiếm để xác định nó là miếng kiến, và chúng ta khứa khứa để cái cạnh khứa mạnh xuống nha. Khứa mạnh, khứa dứt khoát. Chúng ta hãy khứa dứt khoát 3 lần là được rồi. Như người ta cái kiến chuyên dụng á, người ta khứa xong người ta chỉ cần gõ cái phía dưới miếng kiến là nó xong. Còn như mình là mình phải kê lên cái cạnh và mình bẻ, chỉ cần bẻ mạnh xuống là nó gãy ra liền. Đó, các bạn thấy không, rất chuẩn, thẳng tưng luôn. Rồi các bạn thấy chưa, đó, nó rất thẳng, nó thẳng không tì vết luôn. Và bây giờ Vương sẽ cắt cái miếng thứ hai cho anh chị và các bạn xem nha. Đó, mình cũng xác định cái miếng cần cắt. Rồi mình sẽ khứa khứa mạnh dứt khoát. Đó, khứa khoảng 3 lần. Đó, khứa mà nó lên kính đó, nên mình vừa phải thổi đó. Sau đó chúng ta bẻ đôi là xong à. Đó, nó cũng rất đơn giản, nó cũng như nãy. Đó, chúng ta chỉ đi xuống một phát là nó bị đó, nghiêng cái cạnh một phát là nó xong. Đó, các bạn thấy không, y như mà cắt bằng dao chứ có khác gì đâu. Như vậy là Vương đã trình bày xong cách cắt kiến không bằng dao, mà cắt kiến của Vương đây là bằng tay không. Chỉ cần miếng gạch men bẻ là chúng ta có thể cắt được miếng kiến. Và video hướng dẫn cắt kiến không cần dao đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hay hữu ích thì hãy cho mình một like, một đăng ký và hãy chia sẻ cho các bạn cùng xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.